Con xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Con xin chào ông bà cô bác, các phải ông, bố sức tình luôn. Nay trời quá chừng xấu luôn rồi. Thời tiết gần 9 giờ mà trời mưa tới phui tới phùi. Mưa mà lạnh. Nay là 1 độ. À, chỗ mình là 1 độ. Trời lạnh mà không lạnh, nóng không nóng, từ 1 tới 5 độ. Trời âm u vậy là có tiết. Chút xíu nữa là có tiết nó rơi. Cái đường hôm trước làm bữa nay nó mở cho xe chạy rồi đó. Trời xấu quá chứ thôi mình đi thẳng tới kia mình quay. Hổm rày không có đi cái đường đó. Thấy xe chạy. Đường lộ của hổm làm bữa nay chạy được. Nay trời mưa để bữa nào trời nắng mình lên đó mình quay. Hổm rày chưa có đi bên cạnh đó. Mình nấu một nồi súp chay. Cái này làm nước sốt, nấu phở, ý nấu hủ tiếu. Hủ tiếu chay. Nấu mấy cái đồ chay mà đi tới cửa là nó thơm. Nó có cái củ này nè. Củ này nó thơm. Củ này không biết kêu củ gì mình quên. Giống như củ sắn ở Việt Nam. Ngọt. Nấu cho nó ra nước ngọt xong cái mình lượt. Lấy cái nước nè. Bỏ cái này vô. Nó biến nổi. Cũng ngọt. Nồi hủ tiếu chay nấu cho nó sắc nó kẹn xuống ra nước ngọt, lấy cà rốt bắp cải bí ngòi củ bao qua bao về gì củ này quên tên, củ này quên tên củ gì. Hôm nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Mình cho ra hết nước rồi mình lượt. Để dài củ onion. Dài củ hành. Ai, trời lạnh quá mà từ 1 tới 5 độ tiết nó rơi. Tiết nó rơi nhuyễn. Tiêu chài. Quý. Quý. Về tới nhà là mai mong. Nãy con nề tầm quá thấy không? Tới trưa mới xong, Celine đi học về mới xong. Ừ.
Sáng đưa đi học ở nhà hầm, tới trưa về có ăn. Nguyên một buổi, từ 9 giờ tới 12 giờ mới xong. Hôm nay có hai má con ăn, Sena ăn căng tin. David chưa về, 1 giờ mới về. Je mets ça aussi parce que dedans il n'y a plus. Il n'y a pas le piment. Ah si, je mets le piment. En bouteille. Le piment, il est où? Non, il n'est pas là. Peut-être qu'il est là-bas. Oui, ben oui. On fait du gros truc en là. Mais non, mais dans la bouteille. Mời cô chú, anh chị em và các bạn ăn hủ tiếu chay. Hủ tiếu chay là có con tôm trong. Ê, không biết. Comme maintenant, mon cobac, un. C'est quoi, boum? Hủ tiếu. Ah, hủ tiếu, you can. Tiếu chay. Nấu hồi sáng giờ mới xong nồi hủ tiếu. Làm đồ hủ đi. Giờ không xịt nước tương, nước mắm gì. C'est bien parce que ça les dents, ça faisait hyper froid. Là, je mange un truc chaud. Mais c'est bien. Elle a pas de chance. Ouais. J'ai oublié mais cet après-midi c'est le sport. Mais j'ai pas mon jogging. Mon look. Je sais pas. Comme ciao tamik on back au bac. Bye bye. Có cái củ kia nó phơm quá. Củ này kêu bằng gì? Củ gì? Nó kêu bằng gì? Không sẽ. C'est quoi? Ah, oh, des ananas? C'est quoi? Củ gì bởi chắc không? Je sais pas. Ngọt ha?